Đây là gia đình anh Ngô Văn Rớt và chị Phạm Thị Thu Thủy. Chị làm nghề bán vé số dạo, anh đi phụ hồ. Vậy nên thời gian qua, anh chị đành thất nghiệp ở nhà để phòng dịch Covid-19. Gia đình anh chị với 6 thành viên ở tạm trong căn chòi ven bìa rừng phòng hộ của thị trấn Long Hải. Mỗi lúc trời mưa gió, gần như không có chỗ khô ráo để ngủ. Dù hoàn cảnh nghèo khó, nhà cửa không có, nhưng vợ chồng anh Rớt, chị Thủy vẫn cố gắng cho các con đến trường. Ước mơ của anh chị là mong sao cuộc sống của các con sau này sẽ không còn vất vả như anh chị. Anh năm nay bao nhiêu tuổi thì anh Hà? 42 tuổi. Bình thường thì công việc của mình là gì? Anh ở đây anh làm việc gì? Đi làm hồ. Anh đi làm hồ hả? Làm hồ ở đâu anh Hà? À, vòng đây nè, ai kêu làm. Thế là mình làm hồ đó giờ luôn hả? Làm hồ đó giờ. Dạ. Còn gia đình mình thì có bao nhiêu người? Gia đình tổng cộng hết 2 chồng 4 đứa con. 4 con luôn hả? Dạ. Mấy tháng nay thì giờ dịch như vậy thì gia đình mình nó có ảnh hưởng tới cái cuộc sống của gia đình mình như thế nào ha? Vẫn cũng hơi túng thiếu khó khăn vậy. Vợ thì mới đi bán số lại được tầng 2 tầng rồi cái dịch nghỉ lại tiếp. Cái ô nhà của mình ở đây thì sao anh ha? Mình xây tạm như vậy đó là đất đai này thì sao? Đất này cũng nhà nước cho ở đó giờ rồi, cũng đóng thế đất này kia vậy thôi, chứ không biết chừng nào thì để tỏ đi. Còn với hoàn cảnh của cô Trần Thị Loan, năm nay hơn 60 tuổi. Trước đây cô đi làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày. Hiện cô bị bệnh tim, bệnh tiểu đường rất nặng. Nhưng vì nghèo khó, con gái cũng không có tiền đưa cô đi chữa trị. Những ngày dịch Covid-19 bùng phát, cả tỉnh thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch. Cô cũng như bà con lối xóm nơi đây, ở nhà không đi làm được, đều nhờ vào những phần quà của chính quyền địa phương, cũng như những nhà hảo tâm trao tặng. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi cô ha? 61, 62. 61, 62, có thấy cô đi chống gậy rồi nè, rồi sức khỏe của cô ổn không? Sức khỏe giờ yếu lắm cô. Dạ. Giờ hả, cứ làm mệt hoài, cái tim á, làm mệt hoài, mình đi từ đây về đến đây cũng mệt, mệt chứ không nổi thở. Tim rồi khớp nữa hả? Tim rồi khớp nữa, rồi tiểu đường nữa. Dạ. 4 năm chứng bệnh dần lại. Rồi, gia đình mình thì tới đây ở đâu chưa cô ha? Tới ở đây cũng gần 20 năm mà. Rồi trước kia nhà mình ở đâu? Trước kia ở bên Long Sơn. Ở Long Sơn á, mình cũng ở đó chung gia đình với chị. Rồi sau này hả, thấy thôi để mình đi kiếm việc làm, dắt mấy đứa nhỏ qua đây ở bên đây. Chung có nghĩa là nhà mình chỉ ở chung vậy thôi chứ không có đất đai gì hết? Không, không đâu, không có đất gì hết. Ở chung với bà chị. Rồi mới thấy thì thôi, ở bên đó không việc gì làm, dắt mấy đứa nhỏ qua đây ở. Rồi ở thời gian qua đâu có lên đây ở được, ở bụi đời. Rồi thời gian mấy cô mà quen cũng thấy thôi, lên đây ở đi. Rồi nhín cho miếng cho ở. Chứ ở gì sao ở được. Đó. Rồi mới lên đây ở, hai cũng gần 15, 16 năm nay à. Mới đầu cắt nhà hả, bọc bê lông luôn à. Rồi sau này nhà nước mới cho là cái hộ khẩu rồi mới được cắt lên cái nhà gì ở. Nhưng mà mình hàng năm mình có đóng tiền đất. Nhà thì vậy chứ dột nát hết trơn. Dạ. Mang trước cũng sập, muốn gạch sập luôn à. Chắc mấy cái này cũng là đồ cũ của người ta. Đồ cũ không à. Đồ cũ người ta dở, người ta bỏ cái lớp người ta cho mình. Rồi mình về mình làm. Chứ cũng không có tiền mà lấy cắt cái nhà lên mà ở nữa. Dạ. Rồi lúc ở Long Sơn qua đây thì nhà mình làm công việc gì cô? Ở Long Sơn thì cũng đi làm thuê. Ở Long Sơn thì cũng đi gánh nước mướn này kia cái nọ. Mình đi không có tháng mưa thì mình đi vừa củi, cái về đổi gạo nuôi con vậy. Rồi bán nắng thì mình còn được cái gánh nước mướn này kia cho anh ta. Nhưng mà qua đây thì sao? Qua đây thì mình làm gì? Qua đây cũng đi làm thuê thôi, chứ cũng không làm gì hết. Qua đây hồi đó là mấy đứa nhỏ, nó nhỏ, không có đầu lớn, chân chút không à. Rồi cô sức khỏe của cô vậy, cô còn làm được công việc gì không? Không làm gì hết. Lết không. Nhưng mà hả, đi mà bỏ cây này ra đâu có đi được đâu. Cái hoàn cảnh gia đình của mình hiện nay như vậy thì
cô có cái mong mỏi gì cho gia đình mình không cô? Có cô, mong mỏi cho con cháu đi ăn học được tới nơi tới chốn. Với lại mình muốn là cho mấy đứa con mình có chỗ cho nó ở, nó yên yên chỗ vậy đó. Tất nhiên là cái địa bàn của cái thị trấn thì nó cũng có về mặt kinh tế thì cũng tương đối phát triển. Nhưng bên cạnh đó thì cái do dịch bệnh xảy ra thì ở cái địa bàn khu phố thì cũng còn rất nhiều gia đình. Và cụ thể như ở những gia đình ở khu phố ở gần đây á, thì là họ công ăn việc làm mà không ổn định. Trình độ học họ học hành nó không có bằng cấp gì cả. À, rồi lại bên cạnh đó thì là cái cuộc sống nó không... nó khó khăn ở chỗ là nhà cửa cũng không tạm, nhà cửa sập sệ tạm bỡ. Và một số hộ thì các hộ khác thì là ở phòng trọ, thì chủ yếu là đến đây để thuê phòng trọ để đi làm, để làm ăn sinh sống, nhưng mà dịch bệnh thì không làm ăn được. Bên cạnh đó bệnh tật ốm đau cũng nhiều, thì cái số hộ đấy thì là đi bán, còn những cái người đi làm thuê này, đi bán vé số này, rồi đi gọi là phụ bán, làm những việc mà người ta thuê mướt. Nhưng mà rồi cái tình hình dịch bệnh thì họ không đi làm được. Không đi làm được thì tất nhiên không có thu nhập. Bên cạnh đó phải chi phí hàng ngày, chi phí phòng trọ, chi phí sinh hoạt, chi phí ốm đau bệnh tật. Thì cuộc sống rất là khó khăn. Thị trấn Long Hải có hàng trăm ngàn lao động về đây sinh sống lập nghiệp, thuê ở tạm trong các khu phòng trọ chật hẹp để kiếm sống mưu sinh. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến cuộc sống của bà con đảo lộn, gặp rất nhiều khó khăn vì nơi đây từng là tâm dịch của tỉnh. Vậy nên những hỗ trợ kịp thời của các nhà hảo tâm doanh nghiệp đến bà con là rất đáng quý, giúp bà con bớt những vất vả, phần nào cuộc sống ổn định hơn. Của người dân ở nhà tạm, ở trọ tại khu vực khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gặp khó khăn khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Thông qua chương trình Kết nối yêu thương do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện, các nhà hảo tâm đã gửi hỗ trợ cho bà con những phần quà giúp bà con phần nào ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, hôm nay chương trình Kết nối yêu thương của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến phát quà cho bà con nghèo ở trong khu nhà trọ và nhà tạm thuộc khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Thưa quý vị, hôm nay thì chương trình sẽ phát ra 30 phần quà cho bà con mình. Mỗi phần quà gồm có tiền mặt là 300.000 đồng cộng với 10 kg gạo và một phần nhu yếu phẩm. Tổng số tiền quà trong đợt này là 15 triệu đồng. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự ủng hộ của quý mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã gửi đến cho bà con ở khu phố Hải Tân. Xin cảm ơn anh Xuân Tân ở xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức đã ủng hộ 200.000 đồng. Các em Tấn Trung và Tấn Dũng ở thành phố Bà Rịa ủng hộ 400.000 đồng. Gia đình chị Hạnh ở Australia ủng hộ 1.500.000 đồng. Xin cảm ơn nhóm Cội Nguồn ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền ủng hộ 2.500.000 đồng. Cảm ơn cô Hôn ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền ủng hộ 500.000 đồng. Cảm ơn chị Phan Thị Kiều ở xã Long Sơn ủng hộ 1.500.000 đồng. Cảm ơn nhóm Đồng Giác, huyện Long Điền ủng hộ 1 triệu đồng. Cảm ơn gia đình ông Hồ Công Sản ở xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc 500.000 đồng. Cảm ơn gia đình anh Đình Hùng ở thành phố Vũng Tàu ủng hộ 2.500.000 đồng. Xin cảm ơn cơ sở điện lạnh Bảo Hiệp ở thị trấn Long Hải ủng hộ 1 triệu đồng. Cảm ơn nhóm Nụ Cười Hoa Sen ở thị trấn Long Hải ủng hộ 1 triệu đồng. Cảm ơn bé Hạ Thảo ở thành phố Bà Rịa ủng hộ 150.000 đồng. Cảm ơn tiệm gạo Anh Nguyên ở xã Hòa Long hỗ trợ 200 kg gạo. Xin cảm ơn nhóm từ thiện Thiện Tâm ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ ủng hộ 30 phần quà gồm các loại rau củ cũng như là trứng. Bây giờ thì xin được mời quý bà con mình sẽ nhận các phần quà của chương trình Kết nối yêu thương trao đến ngày hôm nay ạ. Yeah.
thì chương trình Kết Nối Yêu Thương đến để trao quà của các nhà hảo tâm đến cho bà con mình ở đây. Vâng. Cô nhìn thấy những món quà vậy thì cô có vui không? Dạ vui lắm. Một miếng khi đói bằng gói khi no. Dạ. Thì nói chung là rất vui. Những các nhà hảo tâm giúp đỡ cho bà con. Dạ, nó không có nhiều nhưng mà vâng, những khó khăn này nó đúng có rồi. Vâng. Dạ, vừa rồi thì dịch giả gì đó cô không có đi bán được, con cái là cũng khó khăn thì cuộc sống của mình chắc là cũng thì nó cũng hơi chật vật nhưng mà đều cả nước mà. Em thay mặt và con ở đây cảm ơn nhà tài trợ cho gia đình em, cũng rất trân trọng cảm ơn. Với cái phần quà đó không có nhiều nhưng mà trong những cái lúc khó khăn như vậy thì chắc là cũng phần nào giúp cho gia đình mình vơi bớt khó khăn em đó. Dạ. Thưa quý vị, tham gia chương trình hôm nay, xin được giới thiệu chú Trần Mạnh Quyết là trưởng ban công tác mặt trận của khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải. Chú cũng sẽ có những lời phát biểu cảm ơn đến Quyết Mạnh Thường Quân đã cùng đồng hành với chương trình Kết Nối Yêu Thương để trao quà cho bà con. Xin mời chú ạ. Thì khu phố Hải Tân thì cũng đông người, tức là lưu trú rồi tạm trú ở tại địa phương, rất là khó khăn. Nhưng hôm nay được cái chương trình Kết Nối Yêu Thương của tỉnh Đài và Thị Vũng Tàu đến để tặng quà, thì thay mặt cho khu phố, lãnh đạo khu phố xin cảm ơn chương trình, và thay mặt cho bà con cũng xin cảm ơn tất cả chương trình đã hỗ trợ chúng ta bà con trong lúc khó khăn. Hỗ trợ cho 30 hộ nghèo thuộc khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, xin trân trọng cảm ơn các cá nhân, hội nhóm từ thiện và doanh nghiệp. Thưa quý vị, chương trình Kết Nối Yêu Thương trao quà cho bà con trong những khu nhà trọ và ở tạm ở khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã cùng hỗ trợ những phần quà thiết thực cho bà con thông qua chương trình. Và chương trình Kết Nối Yêu Thương được phát sóng vào lúc 9 giờ 45 phút thứ tư và phát lại vào lúc 9 giờ 40 phút thứ năm hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình về sau.